Good morning cả nhà, happy Easter weekend ha. Bữa nay là 3 tháng 4 2021. Cái khu này là một cái vườn Nhật nằm ở thành phố San Mateo. San Mateo là phía bắc của San Jose, vẫn nằm trong vùng Silicon Valley, chạy lên San Francisco phi trường chừng 20 phút thôi. Khu này có cả cái vườn Nhật rất là đẹp, nằm xung quanh rất là nhiều cái park. Đây là vườn Nhật. Vườn Nhật này được thiết kế rất là công phu của những người Nhật mà qua đây trên 100 năm mà trước đệ nhị thế chiến luôn đó. Họ qua đây mấy thế hệ đầu, họ làm một cái nền văn hóa của người Nhật cho thế hệ con cháu của người Nhật mai sau. Đây, cái vườn này là cái vườn Nhật nằm xung quanh đây, cái park này giờ thuộc thành phố rồi, không có tốn tiền vô cổng. Rất là đẹp ha, cỏ xanh mướt, cờ Mỹ đó. Vườn Nhật nằm chính giữa xung quanh cái Central Park. Đây. Được bao bọc bởi một cái park, Central Park. Nhìn cái cây nè, khiếp không? Wow. Sống trường thọ luôn đó. Mỗi một cái cây, một cái landscape trong cái vườn Nhật này là có một cái ý nghĩa đặc biệt riêng của nó, mà do những người Nhật họ qua đây lâu đời, họ thành lập được cái khu ở chỗ này. Cái phố của người Nhật ở đây rất nhiều. Có chợ Nhật. San Mateo này có nhiều hãng biotech, high-tech lớn lắm. Đó. Có cầu tuột nè. Khu đây là khu, ai ở gần khu này đi làm tiện lắm. Chạy xuôi chạy ngược về lên San Fran cũng được. Nằm ngay cái vùng tam giác luôn á. Tam giác mà chính giữa. Từ Auckland cũng phải chạy qua cái cầu San Mateo. Rồi Hayward cũng chạy qua đây. Rồi dân San Jose mà chạy lên đây làm thì 45 mai thì nó rất là xa. Kẹt xe mà Ngọc Ánh chạy từ trên đây mà chạy về San Jose mà đi làm về là phải 2 tiếng. Còn buổi sáng mà phải đi dậy sớm thì 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Rồi nó làm ở trên từ San Jose mà chạy lên đây thì chừng 40-45 mai, tùy theo ở phía bắc hay phía nam San Jose, chạy lên đây kẹt xe dữ lắm. Mà thời tiết ở chỗ này rất là đẹp. Dân cư ở đây chừng 700-800 ngàn người dân thôi. Nhà ở đây mắc mà thời tiết trên đây cũng tốt, yên, xanh mướt à. Đệ nhị thế chiến là lúc đó mấy người Nhật á, bị bắt vô trong cái tù để mà sợ cái cuộc chiến Nhật á. Lúc đó mấy người Nhật họ phải bị vô trong cái trại nhốt lại riêng á. Thời đó là thời đệ nhị thế chiến đó. Mà mấy cái người Nhật đó là họ landscape cái khu này nè, rất là đẹp. Ở Bắc Cali có rất là nhiều cái vườn Nhật Japanese Garden. Vườn nào nó cũng có một, thay vì mình đi về bên Nhật, không đi về bên Nhật chơi, không qua bên Nhật chơi mà đi tung tăng vườn Nhật ở Bắc Cali có 4-5 chỗ lận. Trong Cali có rất là nhiều vườn Nhật. Không rồi mình đi cũng 4-5 chỗ rồi đó. San Francisco có vườn Nhật nè, Hayward có vườn Nhật nè. Saratoga có cái Hakone Garden, San Jose cũng có vườn Nhật. Bữa nay San Mateo cũng có vườn Nhật. Về San Diego cũng có vườn Nhật. Đẹp lắm. Chưa. Mấy nhóc được chơi cầu tuột xích đu nè. Xung quanh cái vườn Nhật này nó nằm trong cái phạm vi của cái Central Park, nó rất là lớn. Nhìn cái cây nè, cây nào cây nấy to đùng luôn. Rất là bình yên ha. Cái cây này là phải hàng trăm năm rồi đó, nhìn cái gốc của nó nè. Nó giống như là cây cổ thụ vậy đó. Đó, cầu tuột Park rất là đẹp. Cái khu này nó nằm là picnic, bên cái khu picnic grove. Mình zoom lại cho. Có mấy người đang đi bán cà rem nè. Đây, khu này mình đang chơi bên mé bên đây. Chim San Mateo picnic grove. Thành phố San Mateo này nó rất là lớn. Christmas nó có cái lễ hội đèn đồ đó ở khu shopping Hillsdale á. Cả hàng trăm cửa hàng Macy dăng đèn rồi rất là nhiều ha. Những cái show kho, hãng xưởng headquarter nằm ở trên đây cũng rất là nhiều, những cái hãng lớn không đó. Có Fisher Investment là những cái hãng mà lên sàn chứng khoán cũng có nằm ở đây nè. Chỗ trên dùng San Mateo, Foster City với Redwood City là hãng xưởng biotech đóng trụ ở đây nhiều lắm. Có headquarter của nhiều hãng lắm. Nesquik, Oracle. Rồi hạn chế ra thuốc và bệnh sida với bệnh viêm gan B, C là Chiliad rồi đó, nằm vòng vòng vùng này nhiều lắm.
Làm ở trên đây được lương cao hơn San Jose. Ai đi làm ở vùng này biết hả? Làm vùng ở trên này. Anh quay qua lại. Đẹp quá ha. Cây cỏ bóng mát rất là đẹp. Landscape đủ thứ hoa hết, chỗ này giờ người ta picnic nè. Xung quanh ngoài đây nó vẫn là cái park mà mấy nhỏ chơi cầu tuột. Nó cái park này không có tốn tiền parking, không có tốn tiền vô cổng gì hết của thành phố. Cái vườn Nhật này bây giờ là nó cũng thuộc vô thành phố San Mateo rồi. Đó, thống kê dân số năm nay gần 800.000 người, chưa được 1 triệu. Dân ở dưới trên này ít hơn ở dưới San Jose. Nhưng mà cái cầu San Mateo